Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Ô tô Hay. Vâng, một chiếc Isuzu Highlander bản V-Spec phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh là 2.5 lít. Trang bị 4 máy turbo tăng áp, máy dầu. Đấy, khối động cơ này thì có công suất cực đại khoảng 81 mã lực và mô men xoắn cực đại là 167 mã lực, 167 Nm. Đấy, xe dẫn động cầu sau cho nên là sức kéo rất là lớn. Chiếc xe mang biển kiểm soát 21A00044 đó, 2004, và hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 195 triệu đồng cho một chiếc Isuzu Highlander bản V-Spec số tự động, 195 triệu đồng đó, hạn đăng kiểm đến tháng 6 2022. Đấy, chủ xe đã độ lên đèn bi nét này, siêu sáng nhá. Đấy, đèn gầm Isuzu, một mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với cả Mitsubishi Jolly, Toyota Jay. Những cái form này, ba cái form này rất là giống nhau. Đấy, cùng trong một phân khúc, phiên bản số tự động và phiên bản số sàn Isuzu Highlander 2004. Đấy, Isuzu này thì nâng cấp rất là nhiều. Và cái form 2004 này thì có kích thước chiều dài là 4m89, bề ngang là 1m77 và chiều cao 1m89, khoảng sáng gầm rất là lớn là 210mm. Đó, la răng đúc 4 bánh, dẫn động cầu sau, 4 quả lốp của Isuzu này rất là lớn này, đánh lốp còn rất là sâu. Đó, lốp xịn, lốp Michelin nhé. La răng 15 inch, thành lốp với khoảng 20 phân, và bề mặt lốp của chiếc xe này có kích thước khá lớn, 235mm. Bề mặt lốp càng lớn, cảm giác lái càng lớn và độ sức kéo càng lớn. Đấy, độ dày thì càng êm. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Máy turbo 2.5 thì mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 7 lít dầu, hơn 7 lít dầu một chút xíu thôi, mà giá dầu thì rẻ hơn giá xăng đến gần 6.000. Đó, 4 quả lốp rất là mới này. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi, gầm cao, máy thoáng, máy số tự động, rất là dễ đi. Hệ thống cột kèo keo chỉ nguyên bản. Đấy, ốc ác bản lề nguyên bản này. Đó, xe này trang bị hệ thống âm thanh và 4 loa và thêm 2 loa tép nữa. Phần táp lô khá là đẹp, vô lăng 4 chấu, logo Isuzu, hóa điện, màn hình chạy đĩa CD, cắm USB thẻ nhớ, điều hòa cơ, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và có hỗ trợ leo dốc đổ đèo, số 2 và số thấp này. Ghế da bọc thay mới rồi, rất là sạch sẽ, có bệ thì tay Isuzu Highlander. Những cái mẫu xe này thường rất là bền bỉ, ví dụ như Mitsubishi Jolly hoặc là Toyota Jay đều rất là bền. Thế trên Toyota Jay và Mitsubishi Jolly thì không có bản máy dầu. Chiếc xe này là phiên bản máy dầu số tự động nên là rất có lợi thế. Trần rất là đẹp, điều hòa hai dàn. Đấy, có bệ thì tay nhá, 7 chỗ ngồi và hàng ghế thứ hai cũng rất là rộng luôn. Phần táp ly này, đó, đẹp như mới. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Đó, ba hàng ghế và hàng ghế phía sau, nếu mà không có nhu cầu sử dụng mình có thể gập lại để đồ hoặc có thể bỏ ra. Đấy, nếu kết hợp dùng trong công việc. Chiếc xe khá là đẹp này, nội thất sạch sẽ, ghế da bọc mới rồi. Hai loa cánh trước và hai loa cánh sau, âm thanh khá là ổn.
2004. Đấy, phiên bản số tự động, máy dầu, turbo tăng áp. Đấy, lốp treo này. Đấy, lốp treo ở dưới đây, lốp lắp còn rất là dày luôn. Xe này sử dụng hệ dẫn động cầu sau nhá. Nó giảm chấn bằng lò xo và lá nhíp này. Gầm bệ chắc, không hề mục mọt gì. Rất là nhiều cam này. Và đuôi lốp gió rất là đẹp. Sơn xi sạch sẽ. 195 triệu đồng quý vị các bạn đã sở hữu một mẫu xe gầm cao máy thoáng đăng ký 7 chỗ ngồi. Phiên bản số tự động thì ai cũng có thể đi được. Đó, những chiếc xe này thì chị em học B1 đều đi được. Xe trang bị đầy đủ hết rồi. Quý vị các bạn về sẵn đi rồi. Isuzu Highlander bản spec, phiên bản nâng cấp đầu tiên. Nguyên kính chỉnh điện nhé. Đấy, duy nhất ở chiếc xe này thì nếu mà quý vị và các bạn mà ấy thì thay thêm cái màn Android nữa đây thì hết nước chấm. Đề phát ăn ngay. Đấy, máy nổ rất là giòn và đều tiếng nhé. Đầu đài chạy đĩa CD USB thẻ nhớ. Đó, điều hòa cơ. Đó. Phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và có hỗ trợ leo dốc cổ đèo, dẫn động cầu sau. Moment xoắn cực đại là 167 Nm, khá là ổn. Mẫu xe đa dụng, chở người chở đồ rất là thoải mái. Đây phần yên ngựa thì để thấp, có những rất là nhiều tiện ích lúc để đồ này. Đó, ngày xưa còn để chỗ gạt tàn này. Đấy, bây giờ có thể dùng làm dấu quỹ đen. Đấy, tránh nóc nhà phát hiện. Đấy, phanh tay thì chuyển sang phía trước này, chủ xe đã độ lên khóa điện rồi. Bệ tì tay nhé, rất là tiện ích. Bệ tì tay đi đường xa thì nó sẽ không bị mệt mỏi. Gương chống chói cơ, phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý các bạn nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý các bạn xem. Không ít tiền đâu các bạn. Đó, rất sáng luôn. Gầm nét luôn. 195 triệu đồng. Vâng, ở đây là tổng quan phần khoang máy của chiếc Isuzu Highlander bản V-Spec phiên bản số tự động. Hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh là 2.5 turbo tăng áp, máy dầu. Đó, máy dầu thì đương nhiên là nổ to hơn rồi. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Công suất cực đại của khối động cơ này là 81 mã lực và mô men xoắn cực đại là 167 Nm. Máy móc khô ráo sạch sẽ, máy dẫn động cầu sau. Treo độc lập phía trước. Gầm xoắn phía sau giảm chấn bằng nhíp và lò xo. Keo chỉ lắp capo đây, khá là ok. Phần vỏ lành lặn, nổ giòn đều tiếng. Isuzu Highlander này thì trợ lực lái là bơm dầu nhé, trợ lực thể lực, cả lái rất là đồng tay. Đó, máy nổ giòn, máy móc khô ráo sạch sẽ. Một chiếc Isuzu sản xuất
Isuzu Highlander sản xuất 2004, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích trên anh là 2.5 turbo tăng áp máy dầu. Mang biển kiểm soát 21A00044. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 195 triệu đồng. Vâng, 195 triệu đồng. Bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Còn mấy ngày nữa là đến xuân 2022 rồi. Đấy, chúc quý vị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.